Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình phát triển con nuôi đặc sản. Hải Dương phát sinh thêm 85 điểm vi phạm công trình thủy lợi. Nguy cơ mất an toàn lao động tại làng nghề Minh Khai, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Tháo dỡ quảng cáo giao vặt trái phép tại huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Nâng cao nhận thức cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Khắc phục được tình trạng sản xuất nhỏ lẻ, hiệu quả thấp, mô hình liên kết trong sản xuất nông nghiệp hiện nay là xu hướng tất yếu mà ngành nông nghiệp tỉnh Hà Nam đang hướng tới. Thông qua việc liên kết giúp mở ra hướng phát triển bền vững, nâng cao năng suất, giá trị sản phẩm, đem lại nguồn thu nhập ổn định cho người nông dân, từ đó góp phần quan trọng vào tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Thực tế hiện nay trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã triển khai được nhiều mô hình liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, trong đó chủ yếu là các mô hình sản xuất lúa, rau củ quả theo quy trình sản xuất an toàn. Để xây dựng và phát triển các mô hình liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, vấn đề đặt ra là cần phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động để người dân thấy rõ được hiệu quả của việc liên doanh liên kết trong sản xuất, tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện hợp đồng liên doanh liên kết trong sản xuất giữa doanh nghiệp và bà con, tạo sự công bằng, chia sẻ lợi ích giữa các bên tham gia. Các đơn vị thực hiện nghiêm túc hợp đồng đã ký với người dân, hộ gia đình, cá nhân, nghiêm túc chấp hành hợp đồng đã ký với doanh nghiệp. Tiếp tục hoàn thiện chính sách để cụ thể hóa các quy định và các giải pháp khuyến khích bốn nhà trong liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông sản. Có thể thấy rằng, việc liên kết trong sản xuất là hướng đi cần thiết, góp phần tạo cơ hội hợp tác thành công, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, nâng cao giá trị sản phẩm, đời sống người nông dân và phát triển doanh nghiệp với sự tham gia tích cực của doanh nghiệp, người sản xuất. Quyết tâm của các cấp chính quyền và các hộ nông dân sẽ là các điều kiện tốt để tiếp tục nhân rộng những mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi, đảm bảo cho ngành nông nghiệp của tỉnh phát triển bền vững. Diện tích đồi núi rộng, nguồn thức ăn dồi dào, đây là những lợi thế được huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình phát triển con nuôi đặc sản như dê, ong, hươu, bò. Qua đó đã giúp cho nhiều hộ dân thoát nghèo, góp phần ổn định kinh tế xã hội của huyện. Trước đây, người nuôi ong ở Nho Quan chủ yếu nuôi với hình thức tự phát, nhỏ lẻ và nhằm phục vụ cho nhu cầu của gia đình là chính. Những năm gần đây, nhờ tận dụng khai thác những điều kiện tự nhiên sẵn có của địa phương, nhất là diện tích kèn quả, nuôi ong đã phát triển mạnh mẽ, nhà nhiều cũng có vài trăm đàn. Qua đó đã giúp nhiều hộ dân có thêm nguồn thu nhập vươn lên phát triển kinh tế. Hiện nay, số đàn ong trên địa bàn huyện đã lên đến hàng nghìn đàn, tập trung ở các xã Quốc Phương, Thạch Bình, Quảng Lạc, Gia Tường. Bên cạnh việc chú trọng các con nuôi truyền thống như ong, dê, hươu, hiện nay nhiều hộ gia đình cũng đã lựa chọn nuôi thỏ là hướng phát triển kinh tế của gia đình, bởi thỏ có thời gian sinh trưởng ngắn, hiệu quả lại cao, hơn nữa điều kiện chăm sóc lại đơn giản. Năm 2016, Hợp tác xã Thủy sản Hưng Hải, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên thành lập với số lượng khoảng 30 lồng nuôi cá. Nhận thấy hiệu quả kinh tế đem lại, đến nay Hợp tác xã nâng tổng số lồng nuôi đạt gần 60 lồng. Trong đó, cá lăng là giống cá nuôi chủ lực của hợp tác xã. Năm 2017, hợp tác xã cung cấp ra thị trường trên 50 tấn cá các loại, trong đó sản lượng cá lăng chiếm trên 30 tấn. Lợi thế dòng nước lưu thông liên tục cung cấp lượng oxy cho cá nuôi với mật độ cao, nên một lồng cá có diện tích 36m² cho thu hoạch khoảng 2,5 tấn cá. Như vậy, sản lượng cá thương phẩm thu được từ một lồng nuôi tương đương diện tích một mẫu ao. Đồng thời, giảm thiểu được khâu xử lý môi trường ao nuôi. Cá lăng nuôi từ 5 rưỡi đến 2 năm đạt trọng lượng từ 2 đến 3 kg, với giá bán từ 100.000 đồng đến 120.000 đồng một kg. Ngoài ra, hợp tác xã đang mở rộng số lượng lồng nuôi cá chép và cá rêu hồng, ước tính doanh thu từ nuôi cá lăng của hợp tác xã đạt trên 3 tỷ đồng một năm. Trên diện tích 2 ha, sau nhiều năm xây dựng mô hình trang trại tổng hợp, anh Trần Xuân Quyền ở xóm 7, xã Nghĩa Hùng, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định đã tạo được nguồn thu nhập hơn 500 triệu đồng mỗi năm. Trồng nấm, nuôi tôm thẻ chân trắng, nuôi ếch Thái Lan, đó là cây trồng và con nuôi giúp anh Trần Xuân Quyền ở xóm 7, xã Nghĩa Hùng có được nguồn thu nhập ổn định cho gia đình. Mỗi năm, anh Quyền trồng một vụ nấm mỡ và 4 vụ nấm sò với sản lượng 2 tấn nấm mỡ và từ 11 đến 12 tấn nấm sò.
Riêng cái ngành nấm thì một năm cho thu nhập về cá nhân gia đình tôi được hưởng ấy thì nó được khoảng 300 triệu. Vì cái nguồn đầu ra đầu vào bây giờ nó ổn định hơn xưa nhiều. Vì bây giờ nội địa mình cũng đã có thể là tiêu thụ nhiều rồi. Ngay địa bàn đây bây giờ bình thường như một ngày có thể là tôi bán cung cấp cho bà con được một vài ba bốn chục cân. Thì tôi thấy là cái nghề nấm thì có thể là phát triển là được, thì có nguồn thu nhập tốt hơn nhiều. Đấy, và đồng thời tôi cũng muốn là mở rộng thêm nữa, nhưng mà giờ đang khó khăn ở cái mặt bằng. Để sản phẩm nấm đem lại giá trị kinh tế cao, anh Quyền mạnh dạn đầu tư hai lò sấy, một lò hấp và một kho lạnh để sơ chế và bảo quản nấm. Cùng với duy trì phát triển nghề trồng nấm, anh Quyền xây dựng thêm 16 bể xi măng nuôi ếch Thái Lan trong thời gian khoảng từ tháng 4 đến tháng 10 âm lịch và nuôi tôm thẻ chân trắng trong môi trường nước ngọt trên diện tích 4 xào ao. Độ chính sách thì nói chung là về cơ sở vật chất thì tạo mọi điều kiện về mọi mặt để cho phát triển về trang trại. Thứ hai là về giống vốn thì chúng tôi vẫn tạo mọi điều kiện để đầu tư cho các hộ để phát triển kinh tế. Đến nữa thì chúng tôi đang là tạo điều kiện để cho mở rộng thêm về chỗ diện tích trang trại để xây mới. Hiện, trang trại của gia đình anh Quyền xuất bán nấm, ếch và tôm thẻ chân trắng tại thị trường trong tỉnh và các tỉnh Hà Nội, Quảng Ninh và Đà Nẵng. Mỗi năm trang trại thu hơn 500 triệu đồng, tạo việc làm thường xuyên cho 5 lao động với mức lương từ 3 triệu đồng đến 3,5 triệu đồng một người một tháng. Thưa quý vị và các bạn, để giúp đỡ phụ nữ nghèo và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong xã, Chi hội Phụ nữ xã Đa Lộc, huyện Ân Thi đã phát động phong trào hũ gạo tình thương. Sau gần một năm triển khai, mô hình này đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực. Là đơn vị tiên phong trong huyện Ân Thi, phong trào hũ gạo tình thương đã được 100% hội viên tích cực ủng hộ. Hàng tuần vào các buổi sinh hoạt, các hội viên trong hội mang gạo đến hoặc trực tiếp đến nhà hội viên nhận gạo. Qua 3 đợt phát động, chi hội đã thu được hơn 500 kg gạo. Theo đó, mỗi phụ nữ và trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn được nhận từ 20 đến 25 kg một tháng. Ngoài việc ủng hộ gạo, các hội viên còn giúp đỡ bằng tiền mặt những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đây là việc làm cụ thể hóa chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự gắn kết giữa các hội viên phụ nữ và tổ chức hội. Ấm áp tình yêu thương, đó là cảm nhận của các em nhỏ cô nhi viện Thánh An, xã Xuân Ngọc, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định về chương trình khám bệnh miễn phí tặng quà cho trẻ em do Bệnh viện Nhi tỉnh Nam Định phối hợp cùng với một số đơn vị thực hiện tại cô nhi viện Thánh An, nơi đang nuôi dưỡng hơn 100 trẻ em khuyết tật. Đoàn công tác của Bệnh viện Nhi tỉnh Nam Định đã đến cô nhi viện Thánh An với tất cả tình cảm mong muốn chia sẻ. Tại đây, đoàn đã trao tặng những phần quà gồm các vật phẩm thiết thực từ gạo, bánh kẹo, quạt, cùng với đó là tổ chức khám bệnh miễn phí cho các em. Các y bác sĩ đã tận tình thăm hỏi động viên và kiểm tra tình hình sức khỏe cho các em nhằm phát hiện kịp thời các bệnh lý, chẩn đoán và tư vấn điều trị. 7 cháu vừa thăm khám đã được tiếp tục chuyển lên Bệnh viện Nhi tỉnh Nam Định để điều trị. Sự quan tâm, sẻ chia của Bệnh viện Nhi và các tổ chức đơn vị đối với cô nhi viện Thánh An sẽ góp phần tiếp thêm nghị lực cho những mảnh đời đơn côi nhỏ bé. Để từng tình yêu thương nơi đây, các em nhỏ sẽ dần trưởng thành và vững chãi hơn giữa cuộc đời. Ngược lại, ở sự háo hức của con trẻ, kỳ nghỉ hè lại trở thành nỗi lo của không ít gia đình có con ở lứa tuổi mẫu giáo và tiểu học, đặc biệt là những gia đình ở thành phố vì không biết gửi con ở đâu, làm thế nào để con có một kỳ nghỉ hè bổ ích trong khi bố mẹ vẫn phải đi làm. Con được nghỉ hè đang trở thành nỗi lo đối với nhiều bậc phụ huynh hiện nay vì không thể thu xếp được thời gian để trông con. Bởi trên thực tế, vào mỗi kỳ nghỉ hè đã có nhiều vụ tai nạn, thương tích, đuối nước xảy ra. Vì vậy, nhiều phụ huynh thực hiện giải pháp chữa cháy bằng cách cho con về quê, gửi ông bà, cho xem TV, điện thoại để cho trẻ bớt nghịch. Không thì đăng ký cho học hết lớp năng khiếu này đến lớp năng khiếu kia, mặc dù chẳng biết con có thích hay không. Thậm chí, nhiều trẻ không thích gò bó trong nhà, tranh thủ bố mẹ mải làm, đã tự ý rủ nhau đi chơi, đi đá bóng ngoài đường như thế này. Vậy là kỳ nghỉ hè của con trẻ bất đắc dĩ đã trở thành gánh nặng cho bố mẹ, còn các con cũng không được nghỉ ngơi, vui chơi đúng nghĩa.
cháu mà nghỉ hè thì hai vợ chồng với hai đứa thì rất là bận. Cho nên là đấy, nhiều lúc bây giờ này về hai đứa đang ngồi thì một đứa phải xem điện thoại, còn một thằng này vì trông này, còn mẹ nó phải làm việc. Nếu không thì nó không giải quyết được công việc trong gia đình, vì nhà còn buôn bán nữa. Đấy thì nhiều lúc nhỏ nó chưa nhận thức được mấy đâu, nhưng mà vẫn phải cho đi học thêm. Nếu không đi học thêm thì ở nhà cũng không thể, hai vợ chồng không thể cáng đáng được. Cho nên rất là khó khăn về cái vấn đề khi các cháu nó nghỉ hè. Mỗi gia đình có con em được nghỉ học trong dịp hè đều có chung nỗi niềm, mong sao ở địa phương sẽ tổ chức thêm nhiều hoạt động vui chơi lành mạnh cho trẻ em, để các bậc cha mẹ bớt đi nỗi lo trong việc quản lý con và các em luôn có những ngày hè bổ ích. Kỳ nghỉ hè đến cũng là lúc các bậc phụ huynh lo lắng tìm cho con em mình một sân chơi lành mạnh thiết thực, giúp trẻ vừa tăng cường sức khỏe, trí lực, vừa tránh được những tệ nạn xã hội. Một trong những địa chỉ quen thuộc được các bậc phụ huynh lựa chọn là nhà văn hóa thiếu nhi tỉnh Thái Bình. Đây không chỉ là nơi để các em rèn luyện, bồi dưỡng phát triển năng khiếu của bản thân, mà điều quan trọng hơn là sau mỗi khóa học, các em trở nên tự tin, trưởng thành hơn trong cuộc sống. Hè này, nhà văn hóa thiếu nhi tỉnh Thái Bình tổ chức 24 môn học, hơn 20 lớp năng khiếu với nhiều loại hình đa dạng như văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, dạy bơi, phòng tránh tai nạn đuối nước cho trẻ em. Các lớp trải nghiệm kỹ năng sống thu hút hàng trăm em đến học tập, đồng thời thực hiện xã hội hóa đầu tư cơ sở vật chất, tạo cho các em có một sân chơi lành mạnh, an toàn và bổ ích. Đa dạng các loại hình vui chơi, nhà văn hóa thiếu nhi tỉnh Thái Bình là điểm đến bổ ích lý thú, giúp các em thiếu nhi có những ngày hè thật sự ý nghĩa, tự tin trưởng thành hơn trong cuộc sống. Theo Chi cục Thủy lợi tỉnh Hải Dương, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh phát sinh thêm 85 điểm vi phạm công trình thủy lợi, nâng tổng số vi phạm lên hơn 5.400 trường hợp. Trong đó, phạm vi xâm lấn vào hành lang bảo vệ hệ thống công trình thủy lợi là hơn 4.800 trường hợp, vi phạm xả thải vào nguồn nước thủy lợi là gần 520 trường hợp. Các vi phạm này làm giảm hiệu quả phục vụ sản xuất nông nghiệp cũng như năng lực phòng chống thiên tai của các công trình. Địa phương có nhiều vi phạm công trình thủy lợi nhất là huyện Ninh Giang với 813 trường hợp, huyện Thanh Miện 806 trường hợp, huyện Cẩm Giang 789 trường hợp và huyện Tứ Kỳ hơn 600 trường hợp. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường kiểm tra, ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm. Kiên quyết xử lý triệt để, dứt điểm các vi phạm mới phát sinh, các đơn vị khai thác công trình thủy lợi, tổng hợp đầy đủ hồ sơ quản lý vi phạm để báo cáo kiến nghị Ủy ban Nhân dân các cấp xử lý theo quy định. Thu gom tái chế nhựa là công việc đem lại nguồn sống cho hàng nghìn lao động tại làng nghề Minh Khai, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Tuy nhiên, cùng với lợi ích về kinh tế, người lao động nơi đây cũng đang phải đối mặt với nguy cơ mất an toàn lao động cao. Gần 10 năm qua, chị Nguyễn Thị Vi, thôn Minh Khai, thị trấn Như Quỳnh, sinh hoạt với một cơ thể không trọn vẹn. Hai vụ tai nạn khi nghiền nhựa đã khiến chị mất bàn tay trái và một phần cánh tay phải. Vì tai nạn lao động khi sản xuất tái chế nhựa, chồng chị cũng bị mất ba ngón tay. Nói chung là bây giờ thì chả làm được cái gì. Giờ rời còn hơn cả dự báo thời tiết. Nó nhức, nó tấy hết cả lên đây, lên cả vòng đầu này. Bây giờ chỉ có mỗi ông chồng, ông trụ cột. Nhưng mà chồng thì lại cũng mất ba ngón trước mấy cái đợt đầu của tớ 35. Không riêng vợ chồng chị Vi, hơn 5.000 lao động tại làng nghề Minh Khai vẫn đang làm việc trong điều kiện không đảm bảo an toàn, không được trang bị kiến thức và thiết bị bảo hộ lao động, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn lao động và các bệnh nghề nghiệp như bệnh hô hấp, da liễu và ung thư. Điều đáng nói là phần lớn lao động không được ký kết hợp đồng, không được đóng bảo hiểm xã hội. Nếu có tai nạn xảy ra, chịu thiệt thòi luôn là người lao động. Từ thực tế những vụ tai nạn, ý thức của một số người dân đã thay đổi, nhưng cũng chỉ dừng ở việc hạn chế sản xuất thủ công hoặc trang bị thêm khẩu trang, đôi găng tay sơ sài. Những năm trước, do cũng chưa phát triển, cùng với lại cũng cái máy móc thủ công, thì ở địa phương cũng có thỉnh thoảng vẫn xảy ra những cái trường hợp tai nạn lao động như cụt ngón chân, cụt ngón tay rồi đốt bàn tay rồi các tai nạn lao động khác. Thì thôn Minh Khai mấy năm vừa rồi thì cũng phát triển tương đối nhanh. Đa số các doanh nghiệp rồi các gia đình họ đầu tư máy móc hiện đại đưa vào để sản xuất. Thì do vậy nó cũng đã giảm đi cái việc đó. Trung bình một năm làng nghề xảy ra từ 1 đến 2 vụ tai nạn. Tuy nhiên với những hình ảnh như thế này, môi trường lao động của công nhân có thực sự an toàn? Sát
định công tác an toàn vệ sinh lao động đóng vai trò quan trọng trong quá trình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Những năm qua, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định đã triển khai đồng bộ các biện pháp tuyên truyền, hướng dẫn đôn đốc các đơn vị doanh nghiệp đóng trên địa bàn, thực hiện nghiêm túc các quy định về pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, tạo môi trường làm việc an toàn, hiệu quả. Hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2018 với chủ đề chủ động phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc để hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, huyện Mỹ Lộc đã chỉ đạo các ngành chức năng, các xã thị trấn tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm thực hiện an toàn vệ sinh lao động của doanh nghiệp và người lao động trong quá trình sản xuất kinh doanh. Các doanh nghiệp tăng cường đầu tư các trang thiết bị an toàn, thực hiện các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc. Thường xuyên tập huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho người lao động và tự kiểm tra, nâng cao công tác an toàn vệ sinh lao động tại doanh nghiệp, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Tăng cường kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh, xử lý các trường hợp cố tình vi phạm, không chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động. Thực hiện công điện số 06 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình, đồng thời góp phần làm cho môi trường cảnh quan của huyện thêm sạch đẹp. Mới đây, hơn 100 đoàn viên của huyện Đông Hưng đã xuống đường dọn rác, cắt cỏ và xóa quảng cáo giao vặt trái phép. Mỗi chi đoàn được giao phụ trách một tuyến đường, trong đó tập trung dọn rác, cắt cỏ và xóa quảng cáo giao vặt trái phép trên vỉa hè, cột điện, cạnh quốc lộ 10, quốc lộ 39 và các tuyến đường huyện. Ngoài ra, Ban chấp hành đoàn các xã tiếp tục phối hợp với các đoàn thể chính trị địa phương thực hiện công việc này tại các tuyến đường nông thôn. Bên cạnh hoạt động quét dọn và tẩy xóa quảng cáo giao vặt, các đoàn viên thanh niên còn tuyên truyền cho người dân cùng chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị, đấu tranh tẩy chay các hành vi quảng cáo giao vặt trái phép tại nơi công cộng, xây dựng các tuyến đường vỉa hè không rác thải. Cùng với việc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, công tác bảo vệ môi trường cũng đặt ra những nhiệm vụ hết sức khó khăn. Theo thống kê sơ bộ, mỗi ngày trên địa bàn tỉnh Hà Nam có từ 230 đến 250 tấn rác thải các loại. Chính vì vậy, việc nâng cao ý thức của cộng đồng có ý nghĩa hết sức quan trọng trong công tác bảo vệ môi trường. Nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường, thời gian qua, ngành chức năng đã tăng cường phối hợp với các ngành, địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh, đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường cho người dân. Hàng năm các công trình, tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, ngày môi trường thế giới, ngày đa dạng sinh học được tổ chức, tạo ra phong trào sâu rộng, có hiệu ứng lan tỏa, nâng cao nhận thức, hành vi và tinh thần trách nhiệm của người dân về việc sử dụng và bảo vệ nguồn nước sạch, bảo vệ môi trường sống trong cộng đồng. Nhiều địa phương xây dựng và thực hiện các quy ước, hương ước, các mô hình tự quản trong cộng đồng dân cư về bảo vệ môi trường. Nhiều tổ chức đoàn thể chính trị xã hội đã tích cực tham gia bảo vệ, giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp, tạo chuyển biến tích cực về công tác bảo vệ môi trường. Thưa quý vị và các bạn, để đảm bảo môi trường cảnh quan xanh sạch đẹp cho đô thị cũng như nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, thành phố Bắc Ninh đặc biệt chú trọng công tác thu gom xử lý rác thải đô thị, kiên quyết không để rác thải tồn đọng trong ngày. Thời gian qua, việc thu gom xử lý rác thải tại nơi công cộng và khu dân cư là mô hình hoạt động có hiệu quả của thành phố. Ngoài việc triển khai thí điểm phân loại rác tại nguồn, các phong trào vệ sinh môi trường điển hình là phong trào 10 phút làm sạch thành phố cũng được tích cực triển khai. Bên cạnh đó, với việc hoạt động hiệu quả của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Bắc Ninh, 95% lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh đã được thu gom xử lý. Tỷ lệ này trước đây chỉ đạt 50%. Với mục tiêu phấn đấu 100% lượng rác thải sinh hoạt được xử lý triệt để, nhiều giải pháp đã được đơn vị đưa ra. Từ việc sắp xếp lại đội ngũ nguồn nhân lực, đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác thu gom, vệ sinh môi trường, đến phối hợp chặt chẽ với các địa phương, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong nhân dân. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.